Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của centity Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính năng Port Security, ứng dụng và cách cấu hình Port Security trên Swissico nhé. Port Security là một tính năng bảo mật cho layer 2, được phát triển dựa trên cơ chế lọc địa chỉ MAC để quản lý truy cập lớp access. Khi port security được bật trên switch thì tất cả các kết nối vào switch sẽ phải trải qua quá trình xác thực mask. Nếu địa chỉ mask mask với policy thì sẽ được phép kết nối vào hệ thống, còn không mask thì sẽ thực hiện action mà chúng ta đã cấu hình. Port security được triển khai trên các cổng access kết nối xuống end device nhằm mục đích ngăn chặn người lạ kết nối vào hệ thống hoặc quản lý các kết nối vào switch theo địa chỉ mask. Do đó các cổng mà chúng ta có thể cấu hình là các cổng access này. Port Security sẽ không cấu hình được trên các cổng trăng, cổng S-PAN hoặc Port Channel. Cổng trăng thực ra các bạn vẫn có thể cấu hình Port Security, tuy nhiên các bạn sẽ cần bật thêm tùy chọn switchport Port Non-Negotiate trên Interface nữa. Khi đó thì các cổng trăng sẽ không sử dụng giao thức DTP để thiết lập trăng giữa hai đầu. Để đơn giản thì các bạn có ừ. thể xem mô hình này. Giả sử mình đang có một switch access và hai máy tính. Ban đầu, khi chưa cấu hình Port Security thì các bạn có thể cắm thiết bị vào bất kỳ cổng nào trên Switch. Các Switch sẽ học Mark của các máy tính và lưu vào bảng Mark của mình. Giả sử bây giờ các bạn muốn cổng 1 trên Switch chỉ cho phép máy tính có địa chỉ Mark là AAA kết nối vào, còn các thiết bị khác sẽ không được phép sử dụng cổng 1 để kết nối mạng. Khi đó, chúng ta sẽ sử dụng tính năng Port Security để làm điều này. Sau khi cấu hình xong thì chỉ máy tính có Mark là AAA có thể sử dụng cổng 1 để kết nối. Còn các máy khác khi cắm vào cổng 1 thì switch sẽ thực hiện action mà các bạn đã cấu hình, chẳng hạn như là shutdown cổng đó. Khi đó thì Mark AAA sẽ được gọi là CQ Mark, đơn giản vậy thôi. Có nhiều kịch bản triển khai mà các bạn có thể áp dụng port security. Do vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác dụng của các câu lệnh trước, sau đó thì mình sẽ demo một trường hợp cụ thể. Đây là các câu lệnh mà các bạn có thể sử dụng để cấu hình. Port security được cấu hình trên từng cổng access nên các bạn sẽ cần truy cập vào mode interface, sau đó chuyển cổng đó sang mode access. Enable tính năng này lên bằng lệnh switchport port security. Tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa cách chúng ta lọc địa chỉ MAC thế nào, sẽ có 3 câu lệnh liên quan. Đầu tiên là giới hạn số lượng địa chỉ MAC có thể chấp nhận trên một cổng bằng câu lệnh switchport port security maximum giá trị sẽ từ 1 đến 4097. Ví dụ các bạn cấu hình maximum là 2 thì sẽ có tối đa 2 địa chỉ mark được lưu trên cổng này và hai địa chỉ mark được lưu này sẽ được phép truy cập dịch vụ. Sau đó chúng ta sẽ định nghĩa cách địa chỉ mark được học sẽ có hai cách là static và dynamic. Với static thì các bạn có thể lấy địa chỉ mark của máy client, sau đó gán vào switch bằng lệnh switch bỏ vào security mark address, sau đó là địa chỉ mark các bạn lưu ý địa chỉ Mark phải được nhập vào theo đúng định dạng này. Với Dynamic thì các bạn sẽ cấu hình câu lệnh Switchport, Port, Security, Mark Address, Sticky. Khi đó thì Switch sẽ tự động học địa chỉ Mark và chuyển Mark này thành CQ Mark. Ví dụ các bạn cấu hình tối đa Mark là 2, thì Switch sẽ tự động học hai địa chỉ Mark đầu tiên và chuyển thành CQ Mark. Các địa chỉ Mark từ thứ ba trở đi sẽ bị coi là vi phạm. Sau khi định nghĩa cách suýt học Secure Mark, chúng ta sẽ định nghĩa action của suýt khi phát hiện vi phạm bằng lệnh suýt bọt, bọt Security Violation. Sẽ có 3 thủy chọn là Restrict, Protect và Shutdown. Với tùy chọn Restrict, nếu như có vi phạm về địa chỉ Mark thì các cổng vẫn ở trạng thái Up, tuy nhiên các gói tin gửi đến cổng này sẽ bị hủy, khiến bộ đếm Security Violation tăng lên, nghĩa là suýt sẽ đếm số lần vi phạm. Các bạn có thể sử dụng lệnh Show để kiểm tra. Tùy chọn protect thì cũng như restrict. Tuy nhiên, chế độ protect sẽ chỉ drop gói tin mà không đếm số lần vi phạm. Với tùy chọn shutdown, nếu có vi phạm thì switch sẽ chuyển cổng đó sang trạng thái error disabled và gửi một thông báo SNMP để thông báo cho quản trị viên biết. Cổng ở trạng thái error disabled thì cũng tương tự như các bạn shutdown cổng đó. Tuy nhiên, để bật lại cổng thì các bạn sẽ cần sử dụng câu lệnh error disabled recovery cause PCQ violation ở mode config hoặc gõ lệnh shutdown, sau đó no shutdown. Nếu chỉ gõ mỗi lệnh no shutdown thì cổng sẽ không khôi phục lại. Câu lệnh cuối cùng thì là tùy chọn thôi, mặc định các địa chỉ CQ Mark được cấu hình qua static hoặc sticky sẽ được lưu vĩnh viễn trên switch. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn địa chỉ Mark này chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể, thì các bạn có thể cấu hình tham số aging. Khi hết khoảng thời gian này thì switch sẽ học lại CQ Mark từ đầu giá trị này sẽ được tính bằng phút. Ok, bây giờ thì mình sẽ ứng dụng port security vào trong mô hình này. Mình sẽ sử dụng một switch access. Trên switch này mình có đặt một IP cho interface VLAN 1. Mục đích là để ping từ PC lên switch để switch có thể học được MAC của PC thôi. Nếu các bạn cắm máy tính thật thì có nhiều dịch vụ sẽ hoạt động luôn nên thông thường switch sẽ học được Mac ngay. Còn mình đang sử dụng máy ảo nên mình sẽ cần ping để có traffic giữa PC và switch. Còn port security chỉ liên quan đến Mac, nên nếu các bạn test thực tế thì không cần cấu hình IP này. Bên dưới mình có hai máy tính, mình đang để hai PC này trùng IP với nhau. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến bài lát, các bạn đặt khác nhau cũng được vì chúng ta chỉ kết nối một máy tính tại một thời điểm thôi. Ban đầu thì mình sẽ cấu hình port security trên cổng 1 của switch mình sẽ giới hạn chỉ cho phép tối đa một MAC và phương pháp học MAC sẽ là sticky, action và shutdown. Mình sẽ test cắm PCA vào trước. Khi đó MAC của PCA sẽ là secure MAC và được phép truy cập dịch vụ bình thường. Sau đó mình sẽ rút PCA ra và cắm PCB vào. Khi đó cổng một của switch sẽ chuyển sang error disable do MAC của PCB không phải là secure MAC và active mình cấu hình là shutdown. Ok, mình sẽ cấu hình port security trên switch Để kiểm tra các cổng nào đang được cấu hình thì các bạn sử dụng lệnh show port security. Hiện tại mình mới chỉ cấu hình cổng 1. Số lượng mark tối đa là 1. Action là sắt down. Để show chi tiết từng cổng thì các bạn thêm interface e 0 một vào. Aging time mặc định sẽ là 0 minute, nghĩa là Mark sẽ được lưu vĩnh viễn. Mình đang chưa cắm PC nào nên sticky mark vẫn là 0. Các bạn có thể show CQ mark của từng cổng bằng lệnh show port security address. Mình sẽ cắm PCA vào để suýt học mark của PCA và chuyển thành CQ mark. Ban đầu cắm vào do PCA chưa có traffic nên switch chưa học được MAC, mình sẽ đặt IP cho PCA và ping tới switch. Các bạn có thể thấy Switch đã học được Mark của PCA trên cổng e 1 với Type là Sticky, nghĩa là Mark này được học tự động. Bây giờ mình sẽ rút PCA và cắm PCB vào. Khi PCB có traffic tới Switch thì Switch sẽ có thông báo cổng bị chuyển sang trạng thái error Disable nguyên nhân do vi phạm port security. Các bạn kiểm tra cổng E0-1 sẽ thấy cổng này đang down và trạng thái không phải là admin shutdown mà là error disable nên PCB sẽ không sử dụng được cổng E0-1 để truy cập vào mạng. Bây giờ thì mình sẽ rút PCB và cắm lại PCA Sau khi cắm PCA thì cổng sẽ vẫn ở trạng thái Error Disable. Để khôi phục lại thì các bạn sẽ cần truy cập vào Interface, gõ lệnh Shutdown rồi No Shutdown mới được, hoặc sử dụng lệnh Error Disable Recovery. Các bạn lưu ý nếu chỉ gõ lệnh No Shutdown thì sẽ không khôi phục lại cổng được nhé. PCA có mắc trùng với CQ mắc đã được lưu nên nó sẽ được kết nối mạng bình thường. Đơn giản vậy thôi. Nếu các bạn không muốn phải gõ lệnh shutdown rồi no shutdown khi có vi phạm thì chúng ta sẽ có 3 cách. Một là các bạn cấu hình thời gian khôi phục lại cổng bằng lệnh Error Disable Recovery Interval. Sau đó là khoảng thời gian, ví dụ là 10 phút, thì sau 10 phút cổng sẽ được khôi phục lại, nếu không có vi phạm thì PC sẽ truy cập dịch vụ bình thường Còn nếu vẫn có vi phạm thì Switch sẽ lại chuyển cổng về Error Disable Lặp đi lặp lại như vậy Hai là các bạn có thể chọn Action là Restrict hoặc Protect Để Switch chỉ drop gói tin của PC gửi ra thôi Ba là các bạn có thể sử dụng tính năng Cisco IEM trên Switch Để tự động khôi phục lại cổng Mình đã có video hướng dẫn rồi Các bạn chỉ cần vào Youtube channel của Sanitysoft Và gõ cụm từ Cisco IEM là được Việc lựa chọn option nào khi cấu hình thì các bạn cân nhắc dựa trên nhu cầu của mình. Các bạn chú ý phần action, cách học CQ mark và số lượng mark tối đa cho phép trên một cổng thôi. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tính năng port security. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.